Bạn không thể tưởng tượng nổi, những người đào vàng có thể điên cuồng như thế nào khi tìm kiếm vàng đâu. Đây là đảo Celeste được gọi là tam giác Bermuda nhỏ. Vào đầu những năm 1980, thị trấn gần đó đã được thành lập có một truyền thuyết như vậy. Mọi con tàu hoặc máy bay đi qua đây đều sẽ mất liên lạc vì một lý do nào đó. Trong 2 năm qua, một số nhà thám hiểm dũng cảm đã đến đây để chấp nhận rủi ro. Tất cả đều như nhau không có ngoại lệ. Mặt khác, theo báo cáo phân tích của các nhà địa lý, nơi đây có trữ lượng vàng đáng kinh ngạc, vì vậy nó còn được người dân địa phương gọi là núi vàng nhỏ Noam. Thuyền trưởng Atkinson đã chi rất nhiều tiền để mua một phần quyền khai thác đảo Celeste 8 năm trước. Nửa tháng trước, Atkinson đã chi hàng triệu đô la để nâng cấp con tàu khai thác vàng của mình lên phiên bản 3.0. Mục tiêu đầu tiên của anh ta là ngọn núi Sealzin giàu có và bí ẩn này. Khu vực rìa nơi ngọn núi nối với biển đầy những tảng đá lớn nằm xen kẽ và chất đống. Chắc hẳn rất dễ tích tụ các hạt quặng, nơi nào càng có nhiều tảng đá xác suất có vàng ở nơi đó đó càng cao. Người thủy thủ phụ trách hoạt động lặn lần này tên là Lausener. Anh ta đang kiểm tra sợi dây an toàn trước khi xuống nước. Đáy biển đâu đâu cũng là những tảng đá lớn đặc biệt. Lausener cầm trên tay tảng đá nặng 10 cân nên di chuyển rất bất tiện. Anh đã cố gắng di chuyển tảng đá ra chỗ khác, nhưng sau đó anh mới nhận ra rằng mình thực sự đang ở sâu trong một hang động dưới biển. Mối nguy hiểm là điều hiển nhiên. Cờ Zit và con trai của anh ấy đã lái chiếc thuyền đến khu vực khai thác vàng. Các thủy thủ ở phía dưới đã hơn nửa giờ rồi, nhưng không thấy vàng đâu. Thấy gió biển càng lúc càng mạnh, anh ấy lo rằng sẽ có sóng và chiếc thuyền nhỏ bị hỏng của anh ấy sẽ không thể quay lại càng kịp thời. Cờ Zit nói rằng sẽ rất xấu hổ nếu quay lại mà không mang được thứ gì về. Vì vậy họ đã đưa ra kế hoạch B, một chiến lược nguy hiểm được gọi là xuồng cứu sinh. Họ kéo neo chèo thuyền về phía trước một cách từ từ và nhấc những người thợ lặn ra xa. Ưu điểm là bạn có thể nhanh chóng lấy lại khu vực mục tiêu. Những người đã sử dụng phương pháp này nói rằng nhược điểm là không có nhược điểm. Kelly Kerzit đã tìm thấy một khu vực có rất nhiều tảng đá. Anh ấy thu được rất nhiều vàng sáng trong nháy mắt. Bây giờ chỉ cần dừng thuyền lại và phơi khô. Con thuyền cứ lênh đênh trên sóng biển trong nhiều giờ. Atkinson đã đưa con thuyền khám phá đảo vàng trong gần 5 giờ. Thủy thủ Lausen đã tìm thấy rất nhiều sứa. Cùng với đó là một nhúm đất quặng đen lẫn trong khe đá. Anh ấy muốn dùng máy kéo căng ra để hút nhưng thấy khe quá nhỏ. Tôi phải dùng tay không đào mấy lỗ trước. Để hỗ trợ anh ta, Atkinson đã tăng lực hút của thiết bị lên mức tối đa. Máng quặng đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài, cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Trong quá trình này, Atkinson liên tục thúc giục anh ta nhanh chóng loại bỏ những tảng đá lớn đi. Lausener rất sợ rằng sẽ có một cuộc tấn công lén lút của những sinh vật như lươn điện dưới biển. Atkinson nói đừng hèn nhát, cứ làm đi, sẽ có nhiều quả ngọt. Đây là bộ mặt tư bản đúng nghĩa. Anh ấy giải thích rằng anh ấy đã chi không dưới 300.000 đô la Mỹ cho đảo vàng. Anh ấy đã chuẩn bị 8 năm nếu trận đầu thất bại. Sau khi ra ngoài nhất định sẽ bị các đội trưởng khác gây chết. Lão tướng hiểu cách nghĩ nhưng mọi thứ phản tác dụng. Tôi không chỉ suýt mất mạng mà còn gây ra rất nhiều rắc rối. Đó là một cục vàng khối nặng 200g trị giá hơn 10.000 đô. Khi đặt nó vào tay của bạn sẽ khá nặng. Hai miếng màu nâu vàng này có trọng lượng khoảng 200g. Đó là số vàng rút của nữ cơ trưởng Emily trong 8 tiếng. Người bình thường chắc chắn muốn chụp ảnh và gửi cho Moment trước. Nhưng nữ thuyền trưởng lại đứng sang một bên với vẻ mặt chán nản. Chẳng vui gì khi tìm thấy nửa cân vàng trong một ngày. Đây là thuyền trưởng của ông Sen, người đã tại vị trong 3 mùa liên tiếp. Tôi đã không kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay trước khi ra khơi. Chỉ khi đến khu vực khai thác tôi mới thấy sóng đặc biệt dữ dội. Không muốn chuyến đi trở nên vô ích nên anh quyết định tiếp tục làm việc. Trong hoàn cảnh bình thường, cánh tay đòn của máy đào đủ để chạm tới đáy biển. Nhưng xà lan sẽ lắc lư lên xuống khi gặp sóng lớn. Máy hút tự động không mạnh bằng máy hút thủ công. Với bản tính liều lĩnh, Sen quyết định đánh lừa. Khi xà lan lắc lư, anh ấy sẽ đẩy máy xúc chạm đáy biển. Điều này sẽ kiểm tra kỹ năng điều hành của bạn đấy. Cần tính toán cỗ máy đung đưa đúng thời điểm và nhịp nhàng. Milly đưa thợ lặn Tiju đến khu vực khai thác để làm việc. Dòng nước dưới đáy biển chảy rất xiết nên Tiju cảm thấy khó thích nghi. Nói trắng ra đó không phải là một động thái khôn ngoan khi hút vàng trong một tình huống như vậy. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm khuôn mặt của Emily, cũng cảm thấy sự chán nản và mệt mỏi. Ở nhà ấm hơn, tại sao bạn không tặng nó cho gia đình? Có vẻ như bạn không thể trông cậy vào anh ấy ngày hôm nay. Sau đó lão Ken nhận được tín hiệu cấp cứu khi vừa ra khơi. Anh ấy nói rằng có một xà lan rất lớn vừa cập cảng gần đó. Có khả năng cơn bão sẽ rất nguy hiểm. Anh ấy đã chủ động đến để giải cứu. Griffy bót hát. Điều đó ai cũng biết. Trong cùng một khu vực khai thác, các đội tàu khác nhau đang cạnh tranh với nhau. Lão Ken nói rằng làn sóng của ông hoàn toàn không có tính nhân đạo. Điều này là bình thường. Tôi thấy một hạm đội mạnh hơn mình trong khu vực hoang dã của tôi. Bạn không nói cho anh ấy biết có bao nhiêu vòi rồng phòng không? Chúng tôi hiểu lý do. Tôi chỉ muốn hỏi, một chiếc xà lan lớn như vậy, bạn có chắc rằng việc bị một con chihuahua nhỏ như vậy lôi kéo không phải là trò đùa không? Các thủy thủ bên Emily đã làm việc chăm chỉ trong hơn nửa giờ. Cuối cùng họ cũng tìm thấy rất nhiều thứ bằng vàng dưới đáy biển. Đây là vàng bọc trong đất sét. Vì dù người có những đóng góp to lớn đã thay đổi lời khuyên trước đây của mình và nói rằng anh ấy sẽ không bỏ cuộc nếu hôm nay anh ấy không tìm được vài tấn vàng. Theo ước tính sản lượng hiện tại, anh ấy có thể tìm được 28 tấn mỗi giờ. Nếu làm việc hết công suất, Tiju trong màn hình, tôi có thể nhìn thấy một lượng nhỏ vàng ở đây. Chỉ sau đó Tiju mới trải nghiệm niềm vui của việc đãi vàng. Nhìn thấy những vụn vàng và hạt vàng lớn bị hút vào máy, đó là tất cả. Ban đầu lão tướng muốn đẩy nhanh tốc độ hút vàng, kết quả là một người không chú ý và bị hút tay phải vào thiết bị. Bạn có biết Atkinson vừa nhấn hết ga, điều hút này là chí mạng. Mọi người vội tắt máy cứu nạn. Sau 90 giây đau đớn, lão tướng đã hạ cánh an toàn. Nhìn mặt trời sắp lặn, Atkinson quyết định ngừng hoạt động khai thác vàng ngày hôm nay. Không phải vì sợ hãi mà cần có một chiến lược an toàn hơn. Bạn sẽ không tưởng tượng được số lượng vàng mà những người đào vàng chuyên nghiệp ở biển Bering đào được trong một ngày khủng khiếp như thế nào. Đặt lên cân cân kỹ thì được 6,2 kg.
trị giá khoảng 260.000 đô la Mỹ. Tôi không dám tính lượng cụ thể theo giờ. Họ cạnh tranh ngôi vị Mr. Vàng trong giày mùa hè. Ken là thuyền trưởng hành động muộn nhất và ra khơi với số lần ít nhất nên ông đã rất đau khổ. Mà ông ấy lại vừa giải cứu hạm đội của đối thủ. Hãy nhanh chóng quay trở lại khu vực khai thác của riêng bạn để thực hiện các hoạt động khai thác. Anh ấy cần nỗ lực gấp đôi để lấp đầy máng chảy bằng vàng trước khi trời tối. Mặc dù thời tiết trên biển rất xấu, dưới tác động của gió bắc mực nước biển bị thổi xuống, lão Ken đã có thể đào sâu vào các khu vực khai thác chưa được khám phá trước đây. Không ngoa khi nói rằng cái xô này đã xuất hiện, nếu may mắn bạn có thể nhận được 30 gram vàng. Mục tiêu hiện tại của Circuit là 1 sẻng mỗi phút. Theo hiệu quả này có thể sản xuất bao nhiêu trong 3 giờ nhỉ? Bạn nào giỏi toán tính giúp mình với. Atkinson đã chuẩn bị đầy đủ trước khi ra khơi lần này. Anh quyết định thử sức chinh phục hoàn toàn hòn đảo vàng bí ẩn này. Điều khó khăn nhất là vừa vào bản thể họ phát hiện trên núi có sương mù dày đặc. Suốt đường đi sóng và gió không nói một lời. Khi tôi nhìn thấy những con tàu đắm trên bờ biển, tôi đã có chút hốt hoảng. Lần này chúng tôi quyết định bắt đầu khám phá từ phía đông của hòn đảo nhỏ, để không bị sóng đánh giạt vào những tảng đá bên bờ. Anh chỉ có thể neo thuyền hút vàng xa. Người thủy thủ nhìn thấy nước chảy quá xiết, liền lo rằng anh ấy sẽ bị cuốn trôi theo thiết bị của mình. Anh ấy đề nghị đi về phía tây nơi tương đối an toàn. Mặc dù Atkinson nói rằng anh ấy đồng ý, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi miễn cưỡng. Linh tính mách bảo anh rằng lượng vàng ở đây dồi dào nhất. Sau 8 giờ làm việc chăm chỉ, lão Ken vẫn chưa có kế hoạch cho một ngày. Lý do đơn giản là dòng quặng này quá mạnh mẽ. Trong quá trình làm việc tôi không quên nói điều gì đó về Sen. Ngay cả chiếc thuyền nhỏ bị hỏng của anh ta cũng dám tự gọi mình là một thợ đào vàng siêu đẳng. Mr. Vàng mùa này chắc đang tự véo mình. Kiểm tra máng đáy đầy vàng hạt mịn, Little Bit of Gold. Kiểm tra xem đáy bể đá chảy có nhiều vàng hạt mịn không. Ông ấy nhặt một mảnh ngẫu nhiên có giá hàng chục đô la. Atkinson và những người khác đã đến một số nơi nhưng không hài lòng lắm. Thấy trời sắp tối, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn một nơi gần hơn. Phụ trách chiến lặn này thủy thủ già Gary. Khi ở dưới đáy biển chúng tôi tìm thấy dấu vết của những tảng đá. Tôi loanh quanh một lúc lâu nhưng không thấy dấu vết của vàng. Atkinson chỉ có thể thuyết phục anh ấy kiên nhẫn hơn. Khoảng nửa giờ sau Gary tìm thấy một con tàu đắm. Một tia sáng xanh lóe lên khiến Atkinson phấn khích. Đúng như dự đoán, người thủy thủ nhìn thấy thứ gì đó sáng bóng và vàng óng. Chỉ cần dùng tay cào các đầu ngón tay đều được rát vàng. Dường như với ông rằng đây là một vùng đất kho báu thực sự. Atkinson, người đã chạy cùng anh ấy trong nửa mùa giải cuối cùng, đã phá vỡ con số không và bắt đầu thu hoạch. 5 cân vàng trị giá ít nhất 110.000 đô. Đây là danh sách xếp hạng của những người đào vàng cho đến thời điểm hiện tại. Ken xuất sắc vượt qua Sen và giành lại vị trí đầu tiên. Atkinson vẫn ở dưới đáy. Emily và Kurzit chỉ có thể được coi là nước tương trong đó. Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc giải mùa hè. Các thủy thủ sẽ có những màn trình diễn bất ngờ nào đây nhỉ? Tôi là chủ nhân của hòn đảo, hẹn gặp lại các bạn lần. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.